phật tử chư phật thế tôn có 10 thứ phật sự rộng lớn vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn tất cả chư thiên và loài người thế gian đều không biết được quá khứ vị lai hiện tại hết thảy tất cả thanh văn độc giác cũng không biết được chỉ có oai thần lực của Đức Như Lai. Những gì là mười đó là tất cả chư Phật đều hiện thọ sinh ở cõi trời đâu suất của tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới, tu bổ tát hạnh, làm đại Phật sự, vô lượng sắc tướng, vô lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, cảnh giới sở hành, nhiếp lấy tất cả mọi người, thiên ma, phạm, sa môn, bà la môn a tu la thầy đại từ vô ngại đại đi rốt giáo bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh hoặc khiến cho sinh vẻ cõi trời hoặc khiến cho sinh vẻ cõi người hoặc tịnh căn của họ hoặc điều phục tâm của họ hoặc có lúc vì họ nói sự khác biệt ba thừa hoặc có lúc vì họ nói một thừa viên mãn khắp đều tế độ khiến cho họ thoát khỏi sinh tử, đó là Phật sự rộng lớn thứ nhất. Phật tử, tất cả chư Phật từ cõi trời đâu xuất, hàng xanh xuống thai mẹ, dùng tam muội rốt giáo, quán thọ pháp sinh như huyễn như hóa như bóng như hư không như dương diệm tùy theo vui thích mà thọ vô lượng vô ngại nhập vào pháp không tranh khỏi trí huệ không chấp trước địa dục thanh tịnh thành tựu diệu cha nghiêm tạng rộng lớn thọ thân cuối cùng chủ ở lầu các đại bảo cha nghiêm mà làm phật sự hoặc dùng thần lực mà làm phật sự hoặc dùng chánh niệm mà làm phật sự hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự, hoặc hiện mặt trời trí huệ mà làm Phật sự, hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc vào vô số tam muội rộng lớn mà làm Phật sự, hoặc hiện từ các tam muội đó khởi mà làm Phật sự phật tử bấy giờ như lai ở trong thai mẹ vì lợi ích tất cả thế gian thị hiện đủ thứ mà làm phật sự đó là hoặc hiện sơ sinh hoặc hiện đồng tử hoặc hiện ở hoàng cung hoặc hiện xuất gia hoặc lại thị hiện thành đẳng chánh giác hoặc lại thị hiện chuyển bánh xe pháp hoặc thị hiện vào bát niết bàn như vậy đều dùng đủ thứ phương tiện nơi tất cả phương tất cả lưới tất cả vòng tất cả loại ở trong tất cả thế giới mà làm phật sự đó là phật sự rộng lớn thứ hai